trở lại video trưa hôm nay. Kính chào cô chú anh chị ở xa. Hôm nay em về tại mời cô chú anh chị gần xa dự tính lô bò đánh trại xem tham khảo. À, còn nguyên cái lô bò trong trại em và nguyên cái giao về khách bơm. Anh khách ở trảng bơm Đồng Nai em chống hết. Nguyên cái lô bò bao bê phía đây về giao về khách trảng bơm Đồng Nai anh chị. Còn em và trực tiếp xuống một xe bò của ba bê và chuẩn bị xuống trại. Rồi về rất đẹp luôn. Có chút. Rồi lỡ lứa anh chị. Rồi bự đứa nhỏ nha. Rồi rồi rồi. Yeah.
Hãy subscribe.